11 được chấm em. Rồi bài 2. Ok. Bài 2 có còn nhớ gì không? Bài 2 thầy cho làm rồi đó. Không biết Bài 1 được chấm em. Rồi bài 2. Bài 2 có còn nhớ gì không? AB nè, đúng không? AB nhỏ hơn AC thì này là M nè. N nè, cái này là D nè, cái này là K nè. P nè. O nè. Bài 2 hôm trước mình làm thì mình gọi cái trung điểm của PC nè nha. Rồi chứng minh được là chứng minh DK thì song song với lại cái gì đó để nó đi qua trung điểm nhỉ. Cũng là dùng đường trung bình đúng không? Nó cắt này tại điểm T nè đúng không? Rồi cái này, rồi P là trung điểm của BC. Thì mình chứng minh là PT nó sẽ song song, tức là PT nó vuông góc đúng không? Đó. Tức là chứng minh tứ giác ATDP thì là tứ giác nội tiếp. Này vuông góc, này vuông lại. Có 5 điểm AOPN. PNM cùng thuộc đường tròn. Mục tiêu của mình là chứng minh tứ giác ATDP nội tiếp đó. Tức là cái góc AD này nó bằng góc này đúng không? Đây là đường cao nè. Này thì bằng góc đường đối trung này ha. Thank you.
Bạn nào không nhớ thì làm lại luôn nha. Bạn nào nhớ làm rồi thì cho qua, làm tiếp bài 4 ha. Rồi cái bài 2 thầy giảng hôm trước rồi nên thầy nói nhanh cái bài 2 nhóm em. Ở đây nó có cái mô hình về tứ giác. Ở đây mình đi chứng minh cái hai cái góc này bằng nhau ha. Góc này cần chứng minh là ta có là góc này nè. Cần chứng minh bằng góc này đúng không? Đó. Mà góc DKC thì bằng góc NC NAC. Đó bởi vậy như mình cần chứng minh là tâm A BAP thì bằng CAN. Thì quay về việc chứng minh tâm giác đồng dạng thì đầu tiên có ý thứ nhất là thầy nói luôn nha, AM nè, NPO cùng thuộc đường tròn ha. Đường tròn đường kính OM nha. Rồi ta suy ra được là APM á hay là APB ha sẽ bằng góc ANM, mà ANM là góc giữa tia tứ tuyến và gia cung, nó sẽ bằng góc nội tiếp, chính là bằng góc ACN. Được chưa? Rồi mặt khác thì ta có là mặt khác thì ta có góc ABP thì bằng góc ANC. Được chưa? Rồi từ đó ta suy ra được hai tam giác là ABP đồng dạng tam giác ANC. Ta suy ra luôn là BAP thì bằng NAC. Mà NAC thì bằng góc KDC do tứ giác ADKC nội tiếp, được chưa? Rồi mà BAP bằng DKC thì từ đây ta suy ra được là ATDP nội tiếp, suy tiếp luôn được là góc ATP sẽ bằng góc ADP bằng 90 nha. Vậy thì tam giác BEC có PT song song với lại CE mà P là trung điểm
trung điểm của BC thì ta suy ra được là T là trung điểm của C, BE. Đó. Chỉ cần chứng minh ha. Bài này thầy làm rồi nên là thầy sửa nhanh nha. Có gì em có thể xem lại bài cũ. Rồi bây giờ mình làm tiếp bài 4. Thầy kéo bài 3 mình làm sao đi. Bài 4 ha. Rồi đây là bài 2 nè, bạn nào quên hay là không biết làm gì đó thì mấy em ghi lại ha. Mấy em nhớ bài nào mình làm rồi cố gắng làm lại. Bài nào mình làm rồi mình làm bí á, hoặc làm được cũng vậy nha. Cố gắng xem lại bài chứ hình học nó liên quan với nhau nhiều lắm. Mấy em làm một bài mà không nhớ được cái bài đó gì thì hôm sau người ta cho bài tương tự không biết tính chất đâu mà làm á. À, bài 2 mấy em tranh thủ ta viết lại. Hôm trước có bạn dùng đồng dạng trung tuyến cũng được. Rồi, bây giờ qua bài 4 ha. Đứa nào ghi không kịp thì nói lại nha. Thầy qua nhanh nhanh. Cho hai đường thẳng D và D thẳng vuông góc nhau cố định ha. Rồi. Trên hai tia đối góc O vuông góc nhau tại O nha. Lấy hai điểm B và C. Điểm A là thuộc điểm phẩy. Sao cho là OB nhân OC bằng K bình. Không đổi. A là điểm cố định thuộc điểm phẩy khác O. Gọi DE là hình chiếu của O trên AB và AC. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC luôn đi qua điểm cố định các A tiếp tuyến của ADE cách nhau tại H. Chứng minh là H nằm trên một đường cố định.
Đầu tiên mấy em chứng minh được là câu A thì quá dễ rồi. ABC luôn đi qua điểm cố định T khác A. Bạn nào làm xong rồi cứ báo thầy để thầy chuyển bài khác nha. Đứa nào không hiểu chỗ nào thì hỏi cho em im im là thầy qua nhanh đó. Ví dụ bài này mấy em cho k bằng căn 12 đi đúng không? Tức là ô ly của mấy em á là OB nhân OC là bằng 12. Đó, 12 thì có thể là 2 nhân 6 hoặc là 3 nhân 4, được chưa? Hay là căn 12 nhân căn 12 gì đó. Rồi mấy em xem nó coi là cái điểm H của nó sẽ di chuyển như thế nào. Đó là cách để mình dự đoán cái điểm H nó nằm trên cái đường nào ha. Tất nhiên đó là mình chưa biết lời giải đúng không? Còn biết lời giải rồi thì mình giải chứng minh nhanh lắm. Đây cũng là mô hình hai tiếp tuyến cắt nhau nè. Thì mấy em đoán thử xem, thứ nhất là điểm H nè, nó nằm trên đường thẳng hay đường tròn? Đường thẳng hay đường tròn? Đó, đường thẳng thì 3 điểm cho 3 trường hợp nó sẽ nằm thẳng hàng, còn đường tròn thì cho 3 điểm nó phải là một không thẳng hàng đúng không? Đó. Thứ nhất mình phải những cái trường hợp bài này mình cứ đoán những cái trường hợp đơn giản trước. Thứ nhất là nằm trên đường thẳng, nó nằm trên đường tròn. Nếu nó nằm trên đường thẳng thì ví dụ như H1 ở đây, H2 ở đây, H3 ở đây. Đó thì mình nối 3 điểm lại xem là xem nó có gì đặc biệt nè nha. Nếu nằm trên đường thẳng thì mình nối lại coi là cái đường thẳng này nó có gì đặc biệt so với lại những cái hình ví dụ như D so với D1, D phẩy, D D phẩy và A đó. Nó có mối liên hệ với lại cái ba những cái yếu tố cố định này như thế nào. Đó mình đoán thì mình đoán vậy thôi. Còn nếu mà đường tròn thì mình xem nó coi là nó là đường tròn nằm trên có tứ giác là nội tiếp hay không? H nó thuộc tứ đường tròn ngoại tiếp của tam giác nào hay không, hoặc là nó cách một cái điểm nào đó khoảng cố định hay không, kiểu như vậy ha. Ở đây chỉ có A cố định nha, D và D phẩy là hiển nhiên là cố định rồi. Bài này câu A thì quá dễ rồi, nó đi qua điểm nào giùm em? Chắc D phẩy tại điểm T đúng không? Được chưa? Thì cái điểm A cố định nên là ta thấy là OA nhân OT nó là không đổi. B và C là hai phía khác nhau rồi ha, nên là OA nhân OT không đổi, OA cố định, OT cũng cố định luôn, được chưa? Cái điểm T này là điểm cố định nè. Câu A thì dễ rồi. Rồi làm sao để suy nghĩ mấy em, trước hết mấy em phải xem nó nằm trên đường thẳng hay đường tròn trước đã. Rồi sau đó nếu mà hai đường tròn cắt nhau, hai tiếp tuyến cắt nhau thì mình nối lại cái mô hình lại. Nối lại những cái mô hình tiếp tuyến lại đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE thì nó có đặc điểm gì? Giống như cái bài thi tuần trước á, mấy anh thấy không?
rất là dễ, câu A rất là dễ, câu B cũng dễ nữa, mà thầy thấy câu B cũng làm không được, chứng minh cái đường nó đi qua điểm cố định nó rất là đơn giản, mà nhiều bạn làm không được cái câu A đó, câu B đó chứ, câu A thì quá dễ là cho điểm rồi. Bài này thực ra thầy giấu một cái ý đi làm cho các bạn nó khó hơn đó, để cho mấy em tập suy luận nhiều nhiều hơn, nhiều bước hơn chút. Sao có ai? Câu A thì thầy sửa trước nha. Câu A thì dễ ha. Ta cho là đường tròn ABC cắt để phẩy tại tại T khác A đúng không? Thì ta suy ra được là OA nhân OT thì bằng OB nhân OC bằng K bình. Suy ra OT bằng K bình chỉ OA không đổi. Rồi suy ra T cố định ha. Tất nhiên nó thuộc tuyệt đối OA rồi đúng nha. Đó là câu A.
Câu B. Mấy em cứ nối lại đi. Hai mô hình, hai tiếp tuyến cắt nhau nè. Đầu tiên là mình phải xác định tâm nè, mấy em cứ vẽ lại cái hình như này. Đó, giống như hôm trước vậy đó. Em thấy hôm trước mình có cái bài là cũng là đề thi á, đúng không? Rồi gì ta? Vẽ đây. Chứng minh là cái đường này đi qua điểm cố định. Đó. Thì mấy em chỉ cần nối lại thôi. Nối lại và vẽ thêm cái OE này nữa. Đó. Đoạn này nhân đoạn này không đổi sẽ ra điểm này điểm cố định. Để mà ta thấy nhiều bạn làm không được cái ý B. Rồi cho mấy em suy nghĩ 5 phút nữa đó nha. 5 phút nữa, 50 phút nữa để thầy sửa, thầy sửa. Sao có ai bạn nào làm được giùm em Thành Dạ chưa thầy. chưa luôn hả? Dạ. Làm tới đâu rồi, suy nghĩ tới đâu rồi? Nằm trên đường thẳng á.
Mẹ bây giờ mẹ em nói lại này. Thật ra cái bài này thì để cho tụi em suy luận thêm cho nó thêm một bước nữa để coi có nếu mà gợi ý cái bước kia thì nó dễ lắm. Bây giờ mình thấy nè, DE là tiếp tuyến rồi, vậy thì tâm của nó chính là trung điểm của AO đúng không? Ta gọi là Y đi, đúng chưa? Ta cứ nối lại theo cái mô hình hai tiếp tuyến khác nhau. Không phải là vẽ thêm gì hết, đúng chưa? Nối lại thì ta sẽ thấy được là này đó, vậy thì cái chỗ này nó vuông góc này, chỗ này thì gọi là K, có chưa, chưa có điểm K thì gọi là K đúng nha. Đấy rồi trên đường thẳng D nè, DE nó lại cắt tại một điểm này nữa, điểm là điểm L đi đó. Thấy mấy cái mô hình này nó có giống 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 nhau không? Và nếu mà em đoán được á, nếu mà em đoán được cái đường thẳng nó là đường thẳng như thế nào rồi á thì mình sẽ giải bài này khá là nhanh. Nhạc đoán được đường nào em? Nhạc đoán được đường nào chưa? Qua hát song song, ừ, đúng rồi. Qua hát song song với lại đường thẳng D đúng không? Vậy thì nó chính là cái đường thẳng này. Vậy thì cái chỗ này là chỗ vuông góc. Vậy thì mình chỉ cần chứng minh cái chỗ này là cố định thôi. Vẽ H, HQ gì đó, HP gì đó đi. Song song, chứng minh cái điểm này là điểm cố định là xong, đúng nè. Đúng chưa? Chứng minh điểm này là điểm cố định. Rồi chứng minh điểm cố định giống như những cái gì mà mình đã chứng minh thôi. Câu B ta vẽ HP là song song với lại D. P thuộc D phẩy ha. Đó, rồi gọi mấy cái kia lăng quăng ra. IH giao với lại DE là bằng K, rồi DE giao với lại D phẩy là bằng L, được chưa? Rồi, mấy em xem thử coi là tới đây là coi thử làm được chưa nè. Gợi ý tới đó rồi đó. Mấy em vẽ như thầy á, mấy em sẽ thấy được là cái điểm ba cái điểm đó nó sẽ thẳng hàng và đoán được nó nằm trên đường thẳng qua song song với D này nha.
sao hướng dẫn tới đó rồi tụi em có làm tiếp được không? Làm sao để chứng minh P là điểm cố định? Mình chứng minh P cố định là suy ra thôi ha. Làm sao để chứng minh P cố định này? Đúng, chứng minh L cố định thôi. Chứng minh L cố định được không? Bởi vì ta có là IL nhân IP nè thì bằng IK nhân IH bằng ID bình, được chưa? Hay là bằng IO bình. Đó. Vậy thì IO bình là không đổi rồi, đúng không? Nên là để chứng minh P cố định thì mình chứng minh IL cố định, được chưa? Rồi làm sao để chứng minh IL cố định nè? Đáng lẽ bài này thầy gợi ý á, là thầy cho câu B nữa, tức là chứng minh DE luôn đi qua điểm cố định. Nhưng mà thầy cho dễ nó lộ quá nên là lâu lâu phải cho tụi em tập suy luận một chút. Cái việc bài này chứng minh DE đi qua điểm cố định cũng hay đó. Rồi bây giờ làm sao để chứng minh L cố định này? Giống như ta tách ra vậy đó. Em thấy hồi nãy giờ mình chứng minh điểm cố định á, nó dựa vào cái ví dụ nó nằm trên một đường thẳng đúng không? Có điểm này cố định rồi. Điểm A cố định, B cố định. Nếu mà có OA nhân OB không đổi, được chưa? Mà O với A cố định thì sẽ ra được B cố định, tất nhiên phải nó cùng nằm một hướng ha, hoặc là ngược hướng gì đó. Bây giờ cái điểm L, ta chứng minh L cố định cũng vậy. Chứng minh L không đổi cũng vậy. IL không đổi cũng vậy luôn. AL nhân AT bằng AD nhân AB đúng. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Mình có cái bài toán là mình chứng minh được cái tứ giác DL, BT là tứ giác nội tiếp. Được nha. Ta có là góc AT ATB nè thì bằng góc ACB đúng không? Là bằng góc ADE. Được chưa? Bởi vì BDEC nội tiếp rồi. Đó. Thì ta suy ra được là AL nhân AT sẽ bằng AD nhân AB bằng AO bình không đổi. Ta suy ra L cố định. Đó. Ta có là góc đầu tiên là có AD nè. Vậy là xong đúng không? Hay là dựa vào cái đó là xong. Để giờ thầy trình bày lại ha. Đầu tiên ta có AD nhân AB bằng AO bình bằng AE nhân AC. Từ đây ta suy ra được là BDEC nội tiếp. Được nha. Tất nhiên mấy em phải chứng minh tam giác đồng dạng và suy ra nội tiếp nữa. Đó. Vậy thì ta suy ra được là góc ADE bằng góc ACB bằng luôn là ATB. Suy ra tam giác A DL đồng dạng tam giác là ATB. Vậy suy ra được AL nhân AT sẽ bằng AD nhân AB bằng AO bình nha. Vậy từ đây ta suy ra được cái này là không đổi rồi ha. Ta suy ra được L cố định, mà A cố định, T cố định, suy ra L cố định. Được chưa? Rồi, xong. Đó, mình nối lại cái phía bên trên nữa. L cố định rồi, vậy thì khi đó ta có là IP thì IH vuông góc với DE tại K đúng không? Đó, thì ta suy ra được là tam giác IHL ha. ILK sẽ đồng dạng tam giác là IHP. Suy ra được là IL nhân IP bằng IK nhân IH.
mà y ca nhân y h chính là bình y d bình không đổi, suy ra được là l cố định, y cố định, suy ra p cố định. Đó. Vậy suy ra h thuộc đường thẳng qua p. Song song với lại trong tâm là thẳng đi nha, cố định đó. Thì đó là cái lời giải của bài bài 4. Để thầy kéo xuống lên này. Rồi, em xem lại cái lời giải bài 4 câu B nha. Ở đây thì cố tình là giấu đi cái ý là chứng minh DE đi qua điểm cố định á. Xem nó coi các bạn nào có thể nhận ra được hay không. Đó, tức là giấu đi cái ý là DE đi qua điểm cố định L nè. Cuối cùng cũng không ai làm ra hết. Những bài này là những bài khó ha. Đối với trong phòng thi thì những bài kiểu này là khó. Kỹ cái phần cái đề, cái phần mà đi qua điểm cố định rồi này kia, mặc dù những bài dễ thôi nhưng mà nó cho mình cái phương pháp giải. Mấy em cứ tập thực hành trong đó thử. Chương đó là chương mấy? Nhưng mà mình phải thực hành trước mấy cái bài dễ 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 trước, rồi sau đó mình mới làm sau. Chương 6, chương 7. Trong cái sách thì nó là chương 6, chương 7. Rồi, sửa xong rồi. Em thấy ở đây là chứng minh điểm cố định dựa vào cái tích ha, dựa vào phân tích. Điểm cố định nó không phải là tính chất đặc biệt như là trung điểm hay là chân đường cao, mà nó là dựa vào cái phân tích để mình suy ra nó là cố định vậy nha. Thường những điểm cố định này khó khó mà dự đoán hơn. Rồi, ghi tiếp bài 3 và bài 5. Chắc mình chỉ kịp làm bài 3 thôi. Còn mấy bài kia thì bài 5, bài 6, bài 7 thì mấy em về nhà làm tiếp. Mấy em ghi đề bài 3 rồi mình sửa bài 3 trước ha.
Rồi, ta xem bài 3. Xong hàm bài 4 chưa? Bây giờ ta quay lại PC tại D. Rồi đối xứng của D qua Y. Tiếp, lên thẳng rồi, song song các cạnh. Bài này là bài ôn lại cái đường tròn nội tiếp và đường tròn bàn tiếp không em? Hãy nhắc lại thôi. Dạ. Nhắc lại sẵn nhắc lại cho mấy em nhớ luôn rồi làm thì nhà làm tiếp bài 5, bài 6, bài 7. Bài 3 nè. A, B, C. Này là D, cái này là Y, cái này là G. Đường thẳng qua G song song với BC, các A, B, C tại J và K. Chứng minh K G nhân CD bằng ID bình. Rồi cái này là hai tiếp tuyến song song. Quá quen thuộc rồi đúng không? Ta sẽ cái mô hình hai tiếp tuyến song song này đúng không? Đây là này. Thì có hai cái này vuông góc với nhau ha. Nên này hai cái đoạn này nhân đoạn này thì bằng đoạn này nhân đoạn này nha. Nhiều khi mình thấy cái hình nó khác, nhưng mà thực ra nó là cái hình nó thôi, tính chất nó vẫn giữ nguyên. Đôi khi nó lặp qua lặp lại này kia. Chứng minh là BD bằng CH. H là gì? AG cắt BC tại H. H chính là tiếp điểm của đường tròn bàn tiếp hay là đường tròn ngoài tiếp, nên đường tròn cạnh BC ha. Rồi, để chứng minh cái này thì cho A thì đơn giản rồi nha. Ta có là góc KIC bằng 90 nè. Và GK thì bằng KE và CD thì bằng CE. Nên GK nhân với lại CD thì bằng GE nhân với lại CE bằng là IE bình. IE bình chính là bằng ID bình đúng không? Câu B. Câu B chứng minh tương tự thì ta cũng có được. Câu B thì ta dùng là ta lét. Chứng minh tương tự thì ta cũng có được là J G nhân với lại BD thì bằng ID bình nha. Vậy từ đó mình sẽ được JG nhân BD thì sẽ bằng là GK nhân với lại CD. Suy ra được là JG trên GK. JG trên GK thì bằng CD trên BD nha. Đó. Mà theo hệ quả ta lét thì ta có cái gì? Ta có là GK trên CH thì sẽ bằng là AG trên AH và bằng JG trên BH. Đó. Từ đây mình suy ra được là JG trên GK thì sẽ bằng là BH trên CH. Rồi. Từ 1 và 2 ta suy ra được là CD trên BD thì bằng BH trên CH. Rồi hai cái này có hai phân số mà có tổng tử và mẫu bằng nhau ha. Ta suy ra luôn là CD sẽ bằng BH và BD thì bằng CH nha. Đó là câu B ha. Chứng minh là BK, CJ và DG đồng quy. Rồi cái đó là bộ đề hình thang thôi. Đúng không?
BK nè, CJ. Đổ đề hình thang thôi nha. Yeah. Cho nó cắt nhau tại điểm, hoặc là cho nó cắt nhau tại điểm, cắt cái KG tại điểm để chứng minh tỷ số nó bằng nhau cũng được. Ta cho là BK giao với lại IG ha. DG. DG tại điểm L phẩy đi. L đúng không? Thì ta có là gì? Ta có là GK trên BD nó sẽ bằng là LG trên LD. Đó. Còn cho CJ giao với lại DG tại L phẩy thì ta suy được là G suy ra được là GJ trên CD thì sẽ bằng là L phẩy G trên L phẩy D. Mà từ câu B ta có là GK trên BD thì bằng GJ trên CD đúng không? Nên ta suy ra được là LG trên LD sẽ bằng L phẩy G trên L phẩy D. Đó, suy ra hai này trùng nhau ha. Đó là cách xử lý thôi. Tất nhiên có nhiều cách khác. Rồi M lần N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Cái bài này hôm trước thầy dạy rồi. Cái bài này là bài kinh điển nè. Hôm trước thầy có nói là từ tứ giác mà tiếp mình có thể suy ra đúng không? Trung điểm của BD và chứng minh ba điểm này là thẳng hàng nè. Nha. Rồi đường trung bình thôi ha. Yeah. Ta có N là trung điểm của BC hay M? M là trung điểm của BC thì nó cũng là trung điểm của DH nha. M là trung điểm của BC. Nên cũng là trung điểm của DH. Đó. Từ đó ta suy ra là y m thì song song với lại gh. Rồi ta lại có là mn id cũng song song, in cũng song song với lại ag. Từ đó ta suy ra được là mà có là agh thẳng hàng, suy ra được là y mn. Đối thầy có nói đây chính là trường hợp đặc biệt của đường thẳng Newton thôi đúng không? Đó. Được chưa? Thì đây là cái bài toán liên quan tới đường tròn nội tiếp. Ngoài ra đường tròn nội tiếp nó còn có một số bổ đề khác nữa ha. Nên là hôm sau thầy sẽ nhắc lại sau. Đó. Rồi bây giờ thì cho đó bài 3. Mấy em ghi bài 5, 6, bài 7 để về nhà làm thêm nè. Đây là lời giải ha. Rồi mấy em ghi thêm bài 5, bài 6, bài 7 thì nhà làm tiếp. Chỗ nào không có rõ thì mấy em nói thầy cho xem lại nha. Đề năng khiếu của em, đề năng khiếu thì tùy năm, như năm ngoái thì dễ, 2-3 năm trước, 3 năm trước thì khó, 3 năm liên tiếp thì khó, nhưng mà năm ngoái thì dễ. Còn năm trước nữa, có khoảng 5-6 năm trước gì đó thì có những năm dễ lắm, rất dễ. Năm nay nghỉ dài, năm nay có dễ không thầy?
Năm nay chắc bài hình không dễ như năm ngoái đâu. Bài hình năm ngoái là siêu dễ rồi, không dùng gì tới tứ giác nội tiếp hay là đường tròn gì hết. Nhưng mà nó chỉ khó câu cuối thôi. Mấy em phải làm được hai câu. Còn làm được câu A không dễ lắm. Bởi vì có nhiều bạn không chuyên vô làm được câu A câu B mà. Câu A câu B dễ lắm, thường thường là mấy em sẽ làm được câu A câu B thôi. Còn câu C thì hên xui. Nếu mà bởi vì khi cũng câu bắn thức nè, câu số học, câu tổ hợp với lại câu hình học, bốn câu đều có một ý khó hết. Thì trong cái thời gian đó nếu mà em giỏi thì em làm từ từ, hoặc là giỏi hoặc là may mắn, đúng không? Đôi khi tự nhiên cái câu số học đó làm bùng phát, mặc dù nó khó mà bùng phát làm ra, thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình suy nghĩ những cái câu hình học chẳng hạn, thì mình sẽ làm ra. Còn ví dụ như trong bốn cái câu, những cái câu khó đó mà mấy em phải đánh đổi thời gian là mấy em phải tập trung, mấy em suy nghĩ một câu, mấy em ra xong cái câu đó rồi thì mấy... Nhưng mà đậu hay không đậu nó không phải dựa vào những câu khó đâu. Đậu hay không đậu là nó dựa vào những câu dễ đó, chứ không phải dựa vào mấy câu khó đâu. Bởi vì câu khó hầu hết là bí mà. Nên là điểm điểm cao thấp lắm. Điểm mà đứa nào mà làm được khoảng 9 10 điểm thì hàng như là đếm trên đầu ngón tay thôi. Có năm đâu có khoảng, năm ngoái có hai anh được 9 điểm 75, nó còn lại là 8 không, chứ đâu có đứa nào được điểm cao nữa. Nên là thầy chỉ mong mấy em là ổn định ở mức khoảng 7 điểm. Được chưa? Làm sao mà ổn định ở mức cái khoảng đó. Đề nào cũng từ 7 điểm, 8 điểm, từ 7 điểm, 8 điểm là thi đậu chắc. Tất nhiên đề không chuyên cũng phải 9 điểm trở lên, chứ đề không chuyên mà tào lao mới lao thì có 6-7 điểm thì chắc chắn là rớt. Thầy nói đề chuyên, thầy ơi, nói đề chuyên em lỡ em thi mà tình thấp quá, dù có 3 4 5 điểm thì điểm không chuyên em phải thật cực cực cao đúng không thầy? Ví dụ như điểm chuyên em 5 điểm thì chắc chắn là em sẽ không đậu vào lớp chuyên toán, trừ khi may ra mắn lắm, tức là từ khi em văn với anh em cao, đúng không? Chứ thì 5 điểm tính ra nhân đôi đi, nó có 10 à, 3 môn kia phải 25 điểm trung bình nữa, 3 môn 25 điểm nữa. Văn nhắm được 8 điểm Không, văn dốt lắm, chừng không? chừng 7 điểm vui thầy. Thế thầy tính cho tụi em bài toán nè. Mỗi năm á, điểm 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 chuẩn thầy tính là 34 điểm. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ tính bài toán cho tụi em làm sao để thi mình đậu đúng khả năng của mình nè. Ví dụ như điểm toán không chuyên là phải 9 điểm, toán chuyên lớn bằng 6, rồi văn 5 điểm, anh văn chắc 7 điểm đi, được chưa? Thầy tính bao nhiêu thôi là 9 lớn bằng 6 là 9 nè, cộng 12 nè, cộng 13, cộng 12 nữa. Ồ, sao cộng 13, chết cha rồi, mới có 33 à. Giờ là phải điểm văn phải 7 điểm, 5 điểm rưỡi này, 5 điểm rưỡi, 7 điểm rưỡi nữa đó là được là 34 điểm đó. Cái điểm đó là điểm đẹp nhất mà mấy em Ờ, nhưng tất mà cơ nhiên sở tùy năm 2 thấp ha. hơn cơ sở 1, Tất cơ nhiên sở tất 2 nhiên thì ví thấp dụ hơn như cơ sở năm 1 không thầy? mày học lớp 9 tới C mà tụi bay vô chuyên toán cơ sở 2 làm gì nha, đừng có ấy, tức là điểm chuẩn nó thấp hơn mà. Từ thứ hai là thầy không có tính, bởi vì điểm chuẩn nó thấp hơn khá nhiều á. Ừ. Chết, thầy nói vậy mấy con đang like mấy con bị phạt chết. Từ từ để thầy tắt cái live.